Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Cơ Thành Đình ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Vâng, bạn nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 như các bác. Vâng, hôm nay là ngày 14 tháng 10, tiếp tục lên đồng máy 14 con máy để phục vụ các bác. Máy em báo trên từng mặt hàng, từng cây máy là đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Phụ kiện kèm theo thì gồm có dao vuông và phát cước, dây đeo, típ, mở buji và mở đầu dao, lục giác, 5 món phụ kiện kèm theo. Hình thức mua bán thì các bác không cần phải cọc nha. Và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng, được quyền kiểm tra máy, được quyền tắc nổ máy. Còn khi các bác chốt đơn thì các bác nhớ cái mã của từng hôm, tối là cũng phát sóng hết ở cái khung giờ 6 giờ 30 phút cho đến 7 giờ buổi tối hàng ngày. Và các bác chốt đơn các bác nhớ cái mã của nó nha. Mã hôm nay là mã chữ O. Các bác thích O14 chẳng hạn, 2.850.000 đồng cho thương hiệu Honda GX25. Rồi, nhắn tin qua hai số điện thoại em vừa nói trên đó, cho một tin nhắn chốt O14 chẳng hạn, rồi nhắn địa chỉ, số điện thoại người nhận, thế là xong. Đó, hình thức rất đơn giản nha các bác. Vâng, và hôm nay là tối thứ bảy thì bao giờ nô tối thứ bảy thì cũng là một trong những nô đẹp bên Đông Quê Thành Định. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mai ngày chủ nhật bên vận chuyển hàng người dẫn sẽ không làm việc. Đó, tất cả những các bác nào chốt nô tối thứ bảy thì sáng thứ hai mới gửi được máy. Đó, em phải nhắc như thế vậy để các bác chủ động công việc. Và nhận ship các bác từ 5 đến 7 ngày từng địa phương. Đó, chung là cũng có địa phương 3 ngày, 4 ngày đã tới nơi rồi. Nhưng em vẫn cứ nhận các bác xa xa một chút xíu. Đó, để các bác chủ động công việc nha. 5 đến 7 ngày đến địa phương của các bác. Vâng, để không mất thời gian lâu của các bác nữa, em sẽ điểm sơ sơ từng con một trước để các bác lựa chọn. Vâng, hôm nay thì bao gồm những con máy đến từ những thương hiệu như Maruyama, Echocurit, Mitsubishi, Robin, Honda. Và đặc biệt hơn, hôm nay có hai cái đầu máy TL33 nha. Tối qua em cũng đã có đăng lên một cái đầu ạ. Các bác chốt quá nhiều. Đó, nên là không còn. Hôm nay tiếp tục lên hai cái đầu máy nha. Nói thật với các bác là mấy cái đầu máy này em vừa về một cái đô rạch nước. Nó có một số cái đầu máy ở cái rạch nước ra. Đó, nên là tạm thời em bán những cái đầu máy này về cho các bác nào đã sử dụng máy, những con dòng máy lớn rồi. Còn cái bộ cần đó, các bác mua mỗi chốt cái đầu không được nha. Hoặc là sử dụng cho mục đích xịt thuốc hay là cái gì đó, các bác mua cái đầu không này về. Và hôm nay vẫn có đến từ thương hiệu Honda GX215. Vâng, một con máy lớn đến từ thương hiệu Robin NB281, giá chỉ 2 triệu đồng nha. Rin nguyên bản 100% cho các bác. Vâng, hai cái đầu máy Mitsubishi TL33, Mitsubishi TL26, TL23 đều sử dụng bố tum rời hết. Vâng, một con Mitsubishi TL201 đẹp xuất sắc, không điểm chê. Một con Mitsubishi đến từ thương hiệu Mitsubishi TB23. Hai con Echocurit đời cao, một con đến từ thương hiệu Echocurit 2620, một con đến từ thương hiệu Echocurit 2655G. Đó, cực kỳ đẹp luôn, xuất sắc, đời cao, tay có bóp hệ xịn sò. Ở cái phần trên này thì nó đa phần em xếp những cái thương hiệu như Maruyama. Đó, các bác để ý ấy, em cứ xếp tăng dần về cái từ công suất máy cho đến giá tiền máy nha. Đó, đều hầu như phân khúc CC cũng đa dạng, phân khúc CC giá tiền cũng rất đa dạng. Đó, ba con đầu tiên là Maruyama, một con 26cc, một con 23cc và một con 20cc. Vâng, tùy theo mục đích công việc, tùy theo túi tiền, các bác có thể lựa chọn cho mình những con ưng ý nhất. Đó. Những cái trường hợp mà bác nào chốt chậm, chốt hụt, em xin nhắc lại một lần nữa, các bác cứ bấm nút đăng ký kênh. Tối nào cũng phát sóng hết ở khung giờ 6 giờ 30 phút cho đến 7 giờ buổi tối hàng ngày. Hoặc liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại có Zalo kết bạn qua Zalo, hai số điện thoại đó em vừa nói trên đó ạ. Rồi yêu cầu những con chốt tương tự khi các bác gọi, ví dụ con số 1, các bác thích con số 1 này, em báo hết rồi. Đó, các bác liên chụp hình ảnh của nó lại hoặc là nhớ cái mã O1 chẳng hạn. Đó, yêu cầu con tương tự như các bác. Vâng, và trước khi review từng con một, em sẽ hướng dẫn cách sử dụng, cách pha nhớt như các bác. Vâng, lô nào cũng vậy, có những con Honda 4 thì có hai con ở cuối cùng thôi. Còn từ con số 1 đến con số 12 đều là phải dòng xăng pha nhớt nha. Và tỷ lệ pha nhớt cho em là 1/20. Vâng, bắt đầu khởi động sáng ra hoặc lâu ngày không sử dụng, nhấn nút bơm xăng. Tùy theo từng cái dòng nè, đa phần nó ở bên tay phải, nhưng có một số con bên tay trái như thế này thì nằm ngược lại bên tay phải bắt đầu khởi động, những bên tay trái thả xuống, nổ rồi nhấc lên. Còn đa phần ở bên tay phải thì nó phải nhấc lên, giật mấy cái nổ rồi thả xuống. Vâng, đó là nút sáng ra, hết xăng hoặc lâu ngày không sử dụng thì mình làm đúng thao tác như vậy. Còn khi mà nó nổ như bây giờ ấy, các bác không cần phải bơm xăng nữa, không cần phải đóng nè nữa. Lưu ý ga lên một tí đi là nó dễ nổ không ạ? Rồi, dần nổ.
Vâng, O1 ngày hôm nay giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Maruyama, phân khúc cỡ nhỏ, làm công việc gia đình, một con đời cao nha. Đó, rất thích hợp với bác nào cao tuổi, chị em phụ nữ thích một con máy công suất cỡ nhỏ làm công việc gia đình, đẹp xuất sắc, đời cao. Và tất cả những cái thương hiệu Maruyama đa phần nó là những đời cao, tính ổn định, tiết kiệm xăng, nó thuộc hệ hàng đầu nha các bác. Vâng, một con đến từ thương hiệu Maruyama có tên riêng là KC20LX, 20cc lòng 30 ly, đẹp xuất sắc, rin nguyên bản. Với phiên bản này thì đang sử dụng chế ga ngang Wamoro, chế một kim. Chắc chắn rồi, những cái thương hiệu Maruyama, lốc máy đều có dập nổi, made in Japan dập nổi như các bác. Với phiên bản này thì đang sử dụng bố tum liên, tay ga bóp hệ xịn sò cho các bác. Vâng, chỉ 1.300.000 đồng, O1 ngày hôm nay, Maruyama, phân khúc 20cc lòng 30 ly như các bác. Vâng, nhìn hơn một chút xíu nữa, các bác có thể chọn O2 ngày hôm nay, Maruyama, phân khúc 23cc lòng 32 ly. Với những cái thương hiệu này bên Động Cơ Thịnh Định cũng còn rất nhiều nha. Như các bác để ý video mấy hôm nay ạ, ngày nào cũng có những cái thương hiệu này. Vâng, đây là một trong những phiên bản 23cc lòng 32 ly đến từ thương hiệu Maruyama, nhỏ gọn nhẹ nhàng hết mức có thể nha, so với tất cả các thương hiệu khác. Đó, rất thích hợp với bác nào cao tuổi, chị em phụ nữ thích một con phân khúc cỡ trung bình 23cc lòng 32 ly, nhẹ nhàng hết mức có thể, nhẹ nhàng mà xịn sò nha. Đời MB là cái đời cao cấp nhất đến từ thương hiệu Maruyama đấy ạ, nó cũng là dòng phát chuyên nghiệp đến từ thương hiệu Maruyama, sử dụng chế ga ngang Wamoro một kim, tình trạng rin nguyên bản hết cho các bác, chắc chắn rồi, lốc máy dập made in Japan dập nổi. Với phiên bản này thì cũng đang sử dụng bố tum rời tum nhôm, bố côn 260 đó các bác thể thấy ạ, tum nước sơn rin của nó còn đỏ au luôn nha các bác, đẹp xuất sắc, sử dụng bộ tay ga giữ công tác luôn trên tay, đầu bo rin cho các bác. Vâng, O2 ngày hôm nay có giá 1.450.000 đồng, chỉ 1.450.000 đồng, sở hữu một con đến từ thương hiệu Maruyama hàng hệ, phân khúc 23cc lòng 32 ly, con số O2 nha các bác. Vâng, O2 giá 1.450.000 đồng. Giá này đã bao gồm phí ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác. Vâng, nhìn nhớ O1, O2 thì có O3 nha. Vâng, tiếp tục giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Maruyama nữa. Vâng, với con này thì cũng ở cái phân khúc 26cc lòng 34 ly đến từ thương hiệu Maruyama đời MB nha. Đó, như em vừa giới thiệu đấy, đời MB là đời cao cấp nhất, bền nhất đến từ thương hiệu Maruyama. Với phiên bản này thì nó đang sử dụng chế ga ngang Wamoro, chế 2 kim chỉnh, tum rời tum nhôm, bố côn 260, tum côn thông dụng, tay ga giữ công tác luôn cho thầy, đầu bò lên cho các bác. Vâng, giá 1.900.000 đồng, và con này 1.900.000 đồng, cái vỏ bô này hơi vỡ thôi, bán con này cho các bác 1.850.000 đồng nha, chỉ 1.850.000 đồng. Lúc nãy ghi 1.900.000 này đấy, nhưng mà bây giờ review có để ý cái vỏ này có vỡ một tí tí một thanh này thôi nha, đấy nhá, đó một tí thì tí thôi, một pha dòng phát chuyên nghiệp tum rời. Đó, phân khúc 26cc lòng 34 ly, sử dụng chế ga ngang Wamoro 2 kim chỉnh rồi, quá xịn sò rồi. Đó, giá chỉ 1.850.000 đồng cho con số O3 ngày hôm nay, Maruyama, phân khúc 26cc lòng 34 ly, đẹp xuất sắc luôn ạ. Vâng, O3 ngày hôm nay giá chỉ 1.850.000 đồng nha các bác. Vâng, từ con số 1, số 3 đến từ thương hiệu Maruyama. Đó, và như em vừa giới thiệu, vừa review cho các bác ạ, Maruyama hầu như đa phần nó những con đời cao. Đó, và cái tính ổn định, tiết kiệm xăng nó thuộc hệ hướng những thương hiệu bậc đầu, bậc thầy luôn nha các bác. Vâng, sang tới O4, O5. Đó, các bác thích những thương hiệu Echocurit. Nói chung là cũng tùy từng địa phương ạ, có những cái địa phương nào sử dụng những cái hãng nào thì các bác cũng nên sử dụng những cái thương hiệu đó. Đó, sau này ví dụ ra hỏng hóc ấy thì nói chung là bên Công Cơ Thành Định vẫn gửi đồ về cho các bác đấy. Nhưng mà địa phương nào mà sử dụng cái hãng máy gì Echo, hay là một số địa phương sử dụng Shinawa, một số địa phương nào sử dụng Mitsubishi ấy ạ, thì các bác cũng nên mua những cái dòng, cái địa phương mình đang sử dụng,
sau này đồ thay tháo ở những cái ông đấy thì đồng ý là không có thì em vẫn gửi về, nhưng mà ngược lại bác nào đang mùa vụ rồi ra đấy thì nó nhanh hơn đó, biết là nó hơi đắt hơn một chút nhưng mà nó nhanh nha, đó nó đặt nó được cái yếu tố đó đó. Còn các bác nào mà sau này hỏng hóc cái gì á, những cái mua bên Động Cơ Thành Định em vẫn gửi đồ về đó, thì gửi đồ về thì thời gian ship thường thường nếu mà để mà gửi đồ về ấy, thì tầm khoảng 3-4 đến 5 ngày thôi. Còn những cái mặt hàng máy phát cỏ này nó rất cồng kềnh đó, lên cho lên là nó không nhanh được ạ. Có khi tới địa phương của các bác rồi nhưng mà người ta chưa chịu đi giao cho các bác đâu ạ. Có những cái đơn hàng nhân viên nó ngâm tôm đấy 3-4 ngày là có đấy. Tại vì lý do tại sao ạ, có một số bác ở xa cái khu vực trung tâm bưu điện đấy ạ, đó, nó đến nó giao cho các bác ở cái khu vực nhà bác thì nó cũng phải gom gom ít nhất nó phải được gần chục đơn ở cái xóm đó, ở cái thôn đó, đó là người đi giao. Còn nhiều khi một cái máy phát cỏ này nó thật, cái ông giao hàng ông được có 10.000 thôi, chính xác là ông giao hàng được 10.000, 7.000 đến 10.000, nên là bỏ một cái máy phát cỏ này mà phải đi xuống đến 10 cây hoặc 15 cây, có những địa phương cả 15 cây số là người ta sẽ lười, người ta không đi giao đó. Nên là các bác những cái địa phương nào các bác xác định là xa cái trung tâm quá, không may mà nó quá đến 1-2 ngày, mong các bác thông cảm nha. Nói chung là em, chúng em những cái đơn họ đơn đó thì em cũng nói chung là hối hết sức mình đấy ạ. Ồ, đây này, tối thứ bảy lúc nào em cũng phải nói những câu nhận các bác ship từ 5 đến 7 ngày tùy theo từng địa phương. Còn đa phần những cái địa phương mà gần đây, ví dụ miền Tây, miền Tiếc ạ, 3-4-5 ngày là tới nơi thế ạ. Vâng, quay trở lại video O4 và O5, hai con đều đến từ thương hiệu Ecocurit đời cao nha. Đều ở cái phân khúc 26cc hết, nhưng mà hai đời giá tiền khác nhau. Vâng, O4 là một con đến từ thương hiệu Ecocurit với phiên bản Ecocurit có tên là SLE 2655G, 26cc lòng 34 ly, sử dụng bồn giật trợ lực bằng lò xo, chế bơm xăng tự động, chế ga ngang, chế dòng Ecocurit sản xuất tình trạng rin nguyên bản 100% cho các bác, sử dụng bố tôm liên. Và với những con đời cao thì chắc chắn rồi, từ con số O4 và O5 ấy ạ, nó đều sử dụng tay gò bóp hệ xịn sò cho các bác, đâu có chắn cỏ rin hết cho các bác. Vâng, O4 ngày hôm nay chỉ có 1.700.000 đồng. Đó, với những cái thương hiệu này, hai cái thương hiệu này rất thích hợp cho bác nào thích một trong những con Phật phát được cước ạ, phân khúc cỡ trung bình ạ. Đó, bên Nhật cũng chuyên những dòng mặt hàng này người ta phát cước ạ. Và cũng có nhiều bác hỏi em là con này phát cước được không, con kia phát được cước được không? Cũng có bác, một số bác đã quan điểm ạ, chỉ có máy lớn phát được cước ạ. Dạ không ạ. Tùy theo công suất máy, máy nào cũng phát được cước, tùy theo công suất máy mà để mình để cái độ dài, ngắn cước cho phù hợp nha các bác. Đó. Vâng, O4 ngày hôm nay Ecocurit phân khúc 26cc lòng 34 ly, có giá 1.700.000 đồng nha, chỉ 1.700.000 đồng. Đó, con này đẹp như mới nha các bác. Đó, em sẽ tắt nổ máy ạ. Tiếng nổ nghe rất đã nha các bác. O4 giá 1.700.000 đồng. Vâng, O5 cũng đến từ thương hiệu Ecocurit, cũng ở cái phân khúc 26cc lòng 34 ly, nhưng mà cái phiên bản này đời này nó đắt tiền hơn một chút nha. Vâng, SLE 2625 26cc lòng 34 ly, với phiên bản này thì có sử dụng bộ trục giật, cũng có trợ lực, và đa phần những con đời cao nó phải chiếm 99% ở tất cả các thương hiệu, nó đều sử dụng bộ trục giật trợ lực. Và trợ lực nó cũng có rất nhiều kiểu trợ lực nha, trợ lực bằng cót, trợ lực bằng lò xo, trợ lực bằng cót nhỏ, cót to, cót đẩy, cót kéo, nói chung là có 6-7 kiểu của trợ lực cơ ạ. Vâng, với phiên bản này thì cũng đang sử dụng chế bơm xăng tự động, chế vú bơm lớn, chế ga ngang, chế dòng Ecocurit sản xuất, tôm liền, tôm nhôm, tay ga hệ xịn sò cho các bác, đầu bo chắn cỏ lên hết cho các bác. Giá của em nó sẽ là 1.900.000 đồng. Vâng, em xin nhắc lại, 1.900.000 đồng. O5 ngày hôm nay Ecocurit phân khúc 26cc lòng 34 ly ạ. Vâng, O5 giá 1.900.000 đồng. Vâng, từ O6 cho đến O11 đều đến thương hiệu Mitsubishi nha. Có 4 con máy cần và 2 con đầu máy.
Đó, cũng có rất nhiều thương hiệu để các bác lựa chọn. Thương hiệu nào cũng vậy. Hồ bữa nay ạ, số công suất máy cũng vậy, nó cũng rất đa dạng nha. Đó, như hôm nay thì từ 20cc cho tới 33cc đến từ thương hiệu Mitsubishi. Vâng, con số 6 giới thì cho bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi đời TB, đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Từ vì sang tin có thể thấy ạ, trắng tinh nha. Mitsubishi TB23, 23cc lòng 32 ly. Vâng, với phiên bản Mitsubishi TB này ạ, so với đời TL ấy ạ, nó y chang nha, cái xác máy của TB TB23 nó y như xác máy của con TL231, nó khác cái vỏ thôi ạ, cái bình xăng giống nhau. Vâng, với phiên bản này thì như em vừa giới thiệu đây ạ, sử dụng bộ trục giật có trợ lực, chế ga ngang, chế comoro, chế một kim, tum liền, tay ga giữa, đầu bò rin cho các bác, cần Mitsubishi để các bác này. Vâng, chỉ 1.600.000 đồng, ô 6 ngày hôm nay, Mitsubishi TL TB23, 23cc lòng 32 ly. Đó, thích hợp với bác nào chị em phụ nữ thích một con máy nhẹ nhàng hàng hệ. Đó, chỉ có 1.600.000 đồng thôi, có trợ lực cho các bác. Đó, nhà sản xuất ông kỹ sư ông ấy nghĩ ra những cái thương hiệu như thế vậy ạ, đã dành riêng cho những cái bác đó nha, thích xịn sò. Đó, nhỏ gọn nhẹ nhàng, chọn những con như ô 6, ô 7 ngày hôm nay nha các bác. Vâng, ô 6 1.600.000 đồng. Vâng, tất cả những thương hiệu Mitsubishi đời TL hoặc đời TB như con số O6 này, lốc máy đều có dập nổi, made in Japan dập nổi như các bác. Vâng, tiếp tới con số O7 ngày hôm nay giới thiệu cho bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi công suất cỡ nhỏ. Vâng, với con này thì nó là Mitsubishi TL201, 20cc lòng 30 ly, tình trạng rin nguyên bản 100%. Và tất cả những con màu vàng này của Mitsubishi, đó do Mitsubishi sản xuất và do tập đoàn TUV bán hàng nha. Đó, với phiên bản này thì em vừa giới thiệu đây ạ, rin nguyên bản hết cho các bác. Sử dụng chế ga ngang Wamoro, chế một kim, chế dòng ne đỏ tự động, chắc chắn rồi. Lốc máy có dập nổi, made in Japan dập nổi, bố tum liền. Ở cái mặt trên của nó có chữ Ryobi đó, nhưng mà thực tế con này là một con Mitsubishi do tập đoàn Ryobi phân phối, em vừa vừa với lại review cho các bác đây ạ. Vâng, với phiên bản này thì đang sử dụng bộ tay ga giữa, đầu bo chắn gò rin hết cho các bác. Vâng, với con thương hiệu này em sẽ bán giá 1.350.000 đồng nha, chỉ 1.350.000 đồng. O7 sở hữu một con hàng hệ đến từ thương hiệu Mitsubishi TL201, 20cc lòng 30 ly. Vâng, với những cái phiên bản le đỏ tự động này bắt đầu khởi động, các bác bật lên này, khi nào nổ ga lên tự khắc le nó bật lại nha. Và các bác lưu ý khi đóng le như thế này không được ga nha, tại vì lý do tại sao ạ, em nhấc cái ga này một tí này. Đó, đóng nghe không đóng được nha, nó tự nó bật này. Đó, và khi nó nổ rồi hoặc là nổ rồi chết máy thì các bác ga mới ga lên nha các bác. Vâng, O7 giá chỉ 1.350.000 đồng ạ. Vâng, bé bé tim mà có vo nha các bác, nghe tiếng cực đã luôn. O7 chỉ 1.350.000 đồng. Vâng, nhìn ở O7 thì có O8 Mitsubishi TL23, 23cc lòng 31 ni. Vâng, với phiên bản này thì cũng rin nguyên bản hết cho các bác. Đang sử dụng chế ga ngang rồi, hai kim chỉnh, tum rời tum nhôm, bộ côn 260, đẹp xuất sắc. Và tất cả những cái thương hiệu Mitsubishi đời TL, lốc máy cũng đều có dập nổi, made in Japan dập nổi. Và với phiên bản này thì cũng đang sử dụng bộ tay ga giữa, đầu bò chắn cò rin hết cho các bác. Vâng, chỉ 1.800.000 đồng, 1.800.000 đồng O8 ngày hôm nay, Mitsubishi TL23, 23cc lòng 31 này ạ.
Vâng, con số O8 giá 1.800.000 đồng. Giá này đã bao gồm phí ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác. Và xin nhắc lại một lần nữa, tại vì các bác hay hỏi lắm phụ kiện gồm những gì. Hôm nay lại giữa video nói ạ, phụ kiện gồm có dao dài, đó, dao vuông, bắt phát cước, giày đeo, tip, mở buji và mở đầu dao. 5 món phụ kiện kèm theo nha. Đó, còn bên Nông Cơ Thành Định thì cũng có rất nhiều các phụ kiện để các bác mua thêm. Đó, như kiểu gạt cò này, lồng gạt núa này, hay là nhớt này. Đó, hoặc là dao tròn đi theo máy này, dao tròn của nhà máy Nhật bãi này. Khi các bác cái phụ kiện kèm theo thì bao gồm dao dài đấy ạ, với lại ổ vắt cước rồi. Với mấy phụ kiện đi theo nó như dây đeo các thứ nục giác rồi. Còn cái lưỡi phát đấy ạ thì các bác có thể đổi nha. Các bác không thích lưỡi dài, các bác có thể đổi qua tròn. Hoặc là các bác không thích phát cước thì các bác có thể đổi qua lưỡi dao tròn. Còn cái mặc định của nó là dao dài, bắt phát cước, dây đeo, tip, mở buji và mở đầu dao nha. Đó, khi các bác muốn đổi thì các bác phải nhắn tin qua. Đó, tôi đổi cái gì, tôi đổi cái gì. Hoặc là thêm cái gì thì các bác chịu khó các bác nhắn tin giúp em cái. Đó, tại vì một ngày cũng rất nhiều đơn hàng, mấy chục cái đơn hàng cơ. Đó, nhiều khi cũng có những cái trường hợp mà các bác gọi em quên ấy là có, nói chung số ít thôi. Đó, còn chắc chắn nhất là cứ nhắn qua ạ, chắc chắn rồi. Thợ nó nhìn tin nhắn nó đóng hàng không bao giờ có thể nhầm được ạ. Vâng, tiếp quay trở lại video O9 giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL26. Thì nó sẽ là 26cc lòng bà 13 ly. Tình trạng của em nó thì đang sử dụng chế ga ngang qua mô đồ, hai kim chỉnh, chắc chắn rồi, lốc máy dập, made in Japan dập nổi. Vâng, với phiên bản này thì đang sử dụng bố tum rời, tum nhôm, bộ côn 260, tum côn thông dụng, tay ga giữ, đầu bò điên cho các bác. Vâng, với phiên bản này thì nó sẽ là 2.300.000 đồng, 2.300.000 đồng, O9 ngày hôm nay. Mitsubishi TL26, 26cc lòng bà 13 ly ạ. Vâng, O9 giá 2.300.000 đồng ạ. Vâng, tiếp tới O10 và O11 ngày hôm nay giới thiệu cho các bác hai con đều đến từ thương hiệu Mitsubishi, hai con đầu máy nha, em bán đầu máy nha các bác. Và như ở đầu video em giới thiệu ạ, đây là những con đầu máy ở cái rạch nước em tháo ra, những con rạch nước mà tháo ra cái phần trăm của nó còn rất cao nha các bác. Và với những cái thương hiệu này thì bao giờ nó là một trong những cái thương hiệu đắt tiền nha. Tuy một cái đầu máy thôi nhưng mà giá tiền của nó là cả 2.800.000 đồng thôi ạ. Và hôm qua em có lên một con và cũng có rất nhiều bác chọn. Hôm nay tiếp tục báo thợ làm thêm mấy cái đầu máy nữa. Đó, để phục vụ các bác. Mitsubishi TL33, 33cc lòng 36 ly. Với hai phiên bản này thì hai con đẹp như nhau, xuất sắc như nhau nha các bác. Đó, các bác có thể thấy ạ, đẹp như nhau, xuất sắc như nhau, chất lượng như nhau, giá tiền như nhau. Đều 2.800.000 đồng, giá đã bao ship cho các bác và không có phụ kiện nha. Em vừa nói đây là em bán đầu máy con này thôi, ở đầu máy thì không có phụ kiện đâu, đầu máy và bao ship, giá 2.800.000 đồng. Vâng, với những thương hiệu Mitsubishi TL33, hai con đầu máy ngày hôm nay, lốc máy cũng có dập nổi, made in Japan dập nổi nha. Đó, made in Japan dập nổi, đó các bác thấy ạ, bộ trắng giáng sinh cực kỳ đẹp luôn. Đó, và khi em thử máy em phải ráp cái tum này vào nha các bác lưu ý, ráp cái tum này vào, khi nào vận chuyển thì em có thể tháo ra. Vâng, với phiên bản này thì đang sử dụng chế ga ngang qua mô đồ, hai kim chỉnh, ga ngang qua mô đồ hai kim chỉnh. Vâng, em xin nhắc lại một lần nữa, O10 và O11 đều đến từ thương hiệu Mitsubishi TL33, 33cc lòng 36 ly và đều có giá là 2.800.000 đồng nha các bác. Vâng, con số O10 giá 2.800.000 đồng. Vâng, nỡ cái tum này thì thôi khuyến mại luôn cho các bác cái tum để về cho các bác dễ thử máy nha. Tại vì cái tum này cũng đang gọi là trong chế độ thừa, đang tháo ở mấy con ba lô nó đang thừa thôi, miễn phí cho các bác luôn hai cái tum này luôn. Đó, y chang như vậy, quay như nào, gửi y chang như vậy cho các bác luôn nha. Đó, nó có cả cái tay ga cho các bác, dây ga cho các bác luôn đây này. Vâng,
Ô 10 giá 2.800.000 đồng. Ô 11 cũng vậy nha, hai con đẹp như nhau, xuất sắc như nhau, y chang nhau, đều giá tiền như nhau hết ạ. À, em xin tắt nổ máy luôn ạ. À, với những cái thương hiệu Mitsubishi đời TL 100% nó đang sử dụng chế ga ngang, chế Gomoro, chế hai kim chỉnh. Những cái trường hợp mà cái máy to á, những đời TL cái tua của nó rất nhanh, cái độ hét của nó cực kỳ hét luôn. Đó, những cái trường hợp như vậy là thừa gió, thiếu gió, đó các bác phải siết vào nha. Đó, đã siết vào cái mẹ biết đâu mà đi chịu chỉnh bằng cái này, tôi chịu có bố rồi. Đó, các bác siết vào, nghe tiếng máy nó khác ngay nha. Đó, các bác phải nghe là mà tiếng máy của nó lại này. Đập khỏe cái nữa. Chó chắc chó để lâu nữa. Rồi con này chó chó không bật rồi. Rồi con này em chỉnh lại cái chó sau nha. Cái chó nó bị nó không nhảy. Nói chung là có trường hợp này hãn hữu xảy ra rồi. Những cái trường hợp này nó thật đập con chó nó bật lại ngay. Đó, cực kỳ đen cho những cái trường hợp này. Rồi, ok. Không vấn đề gì hết nha các bác. Rồi tháo nó luôn đi, tí ta review xong rồi ta quay lại con này cho. Là cái con chó nha, con chó là nó không bật thôi, bây giờ tháo ra phát những cái trường hợp này á, rồi tí nữa em sẽ review là phải tháo ra và châm cho nó một tí nhớt nữa thôi ạ. Rồi vậy để review lốt ba con này nó một tí đó, tháo ra rồi chỉnh, hướng dẫn các bác chỉnh sửa ví dụ những cái trường hợp như thế vậy nha. Vâng, tiếp tới con số O12 giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Robin. Vâng, đây cũng được gọi là một con máy lớn nha, khá ở đây ạ. Robin NB281 28cc lòng 34 ly. Vâng, với con này lòng 34 ly thôi, nhưng mà nó là một trong những con lòng 34 khỏe nhất nha. Để mà so với những con đời mới đời cao bây giờ, nó phải, tuy nó là 28cc thôi, nhưng nó phải so với như Maruyama 30-32cc nha. Cái độ khỏe của nó ạ, tại vì cái độ này tua của nó cực kỳ nhanh luôn. Tình trạng của em này thì nguyên bản 100% cho các bác. Sử dụng chế ga ngang Gomoro hai kim chỉnh, đó có thể ạ, cực kỳ đẹp luôn. Sử dụng bố tum liền tum nhôm, tay ga giữ, đầu bo chắn cỏ rìn hết cho các bác. Vâng, và với thương hiệu này em sẽ bán giá 2 triệu nha các bác. 2 triệu cho con số O12 Robin phân khúc 28cc lòng 34 ly ạ. Cái lòng của con này rất dài nha, nên hành trình của nó rất dài nên nó rất khỏe nha các bác. Vâng, O12 giá 2 triệu nha các bác. Đó, cái trường hợp vừa rồi này. Đó, nhiều khi để lâu ạ, không phải cứ cái con máy này đâu. Sau này ví dụ có một số máy nó có trường hợp như vậy là cái con chó vừa rồi ạ, nó có hiện tượng để cái nò soi này. Đó, nó hơi kẹp một tí, đó, nó khép vào như vậy. Ví dụ bây giờ thì nó nhảy ở đây ạ. Đó, nó khép vào như vậy này. Đó là nó không bắt vào cái bu ri này. Cái nhiệm vụ của bác những cái trường hợp vừa rồi ạ, giật nó không ăn đấy ạ. Thì các bác làm vệ sinh lại cái lò xo này nha, chứ không phải ở cái trục giật này nha. Các bác lưu ý không phải ở trục giật này đâu, nó ở cái con chó hay là con cá, nói chung là tên gọi của từng địa phương. Đó, các bác phải lấy xăng các bác rửa sạch cái này đi. Đó, nó cứ bật nhảy như vậy này là ok nha. Đó, em tạm ráp vào đây để em review cho đỡ mất thời gian của bác thôi. Giật nổ luôn tự khắc nó được ạ. Nó bật như thế này là được nha. Các bác rờ tay này, nó cứ nhảy tách 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 như vậy là được. Rồi giật nổ phát á. Nó tự bám vào là giật nổ được ạ. Bỏ này ra. Rồi, tạm thời giật nổ lại cho các bác ạ, để xem nó ăn hay không ăn nữa thì các bác biết ngay ạ. Và với sử dụng những cái máy phát cỏ này để mà sử dụng chuyên nghiệp, các bác lên biết về nó một tí thì nó nhàn hơn. Đó, biết xúc rửa bình xăng con, rồi biết phải không may nó ngộp xăng phải lau buji. Đó. Cứ cho nó vào đây. Cầm gì ta cho vào chứ. Đây, cầm điện thoại.
Nừa nừa nó vào chứ. Nó có cái nấu lâu nên video có một cái sự cố không đáng xảy ra. Đó, vậy là nó ướp vào thôi ạ, à, đơn giản là vậy thôi. Rồi dập nổ thôi. Đó, nó ăn rồi nha các bác này. Nó ăn rồi này. Đó. Đó, vậy là nó ăn, có đơn giản là vậy thôi. Đó, đây là một cái thao tác đơn giản thôi nha các bác lưu ý, một thao tác đơn giản thôi. Đó là các bác xử lý ngay tại nhà được. Hoặc là những cái trường hợp bên ông thẩm định có những cái ông thợ tư vấn các bác. Ví dụ các bác mua máy 1, 2, 3, 5 về sau không phải nó hỏng ấy ạ. Trước khi ra các cửa hàng sửa gần đó, các bác có thể gọi điện qua điện thoại, hai số điện thoại có Zalo để cho thợ nó tư vấn. Ít nhất thì mình biết được nó hỏng cái gì để các bác biết nó tầm bao nhiêu tiền, thì nó dễ hơn cho các bác nha các bác. Vâng, quay trở lại video, O1 và O2 đều đến từ những cái thương hiệu máy 2 thi. Thì các bác lưu ý, em sẽ nhắc lại một nữa, 2 thi thì xăng phải pha nhớt và tỷ lệ pha nhớt cho em là 1/20. Một lít nhớt là 20 lít xăng, đó là những cái dòng nhớt thông thường. Nhớt đắt tiền, nhớt cao cấp hơn thì các bác pha tỷ lệ cao hơn, 30-40/1. Vâng, với những bác nào không thích những cái thương hiệu 2 thì các bác có thể chọn lựa những cái thương hiệu 4 thi. Và bên Động Cơ Thành Định thì chẳng có gì ngoài Honda nha. Honda GX25, đâu đâu có những con Honda GX35. Còn với những cái thương hiệu như Honda GX22 hoặc là GX31 ạ, như năm ngoái thì em cũng có bán, nhưng mà mới những cái đời đầu đấy nó hơi sâu đời một chút, cái tour nó hơi chậm một chút. Cái khách hàng mà mua những cái thương hiệu như thế vậy thì cũng ít thôi. Vâng, với những thương hiệu Honda 22 với 31 thì nó rẻ thôi, nó đời nó thấp hơn thì nó rẻ hơn, còn những con 25 đời nó cao hơn đó. Và nói thật với các bác cứ hỏi là nó có ngon không. Dạ, cái giá tiền gần như nó lên tất cả nha. Một con Honda GX25 made in Japan sản xuất, đó nó có giá 2.850.000 đồng cơ ạ. Nó còn đắt hơn một con máy mới Honda của Trung Quốc nhiều đấy ạ. Vâng, con O13 và O14 ngày hôm nay đều đến từ thương hiệu Honda GX25, 25cc lòng 35 ly, đều made in Japan sản xuất nha. Hai con này đẹp như nhau, xuất sắc như nhau và giá tiền như nhau nha. Vâng, đều sử dụng bố tum rời tum nhôm, bố côn 260, tay ga bóp hệ xịn sò cho các bác, đầu bo chắn cỏ rìn hết. Vâng, O13 và O14 ngày hôm nay đều có giá là 2.850.000 đồng nha các bác. Vâng, em xin tắt nổ máy ạ. Đó, các bác vừa nghe thấy em Vega rồi ạ. Những cái thương hiệu Honda 4 thì đa phần nó là những con tua chậm, ngoại trừ Honda GX25 này nha. Đó, cái tua của nó ấy, cực kỳ nhanh, nó nhanh như những dòng 2 thì. Đó, như cái tiếng máy em vừa rồi báo đấy, nó cũng lên rất nhanh nha, những Honda GX25 này. Vậy nên là một con 2 công suất 25cc lòng 35 ly, nó với có giá là 2.850.000 đồng nha các bác. O13, O14 cũng vậy ạ, hai con đẹp xuất sắc như nhau, giá tiền như nhau. Vâng, O14 cũng Honda GX25 cũng có giá 2.850.000 đồng ạ. Vâng, O13 và O14 ngày hôm nay đều đến từ thương hiệu Honda GX25, 25cc lòng 35 ly, đều sử dụng tay ga bóp hệ xịn sò cho các bác, đều đầu bo chắn cỏ rìn hết cho các bác, và đều có giá là 2.850.000 đồng ạ. Vâng, em vừa báo giá cho bà con nô máy 14 con máy, 12 con máy cần và 2 con đầu máy. Tất cả 12 con máy cần em báo đều đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Đầu máy thì có đầu máy và bao ship cho các bác. Vâng, khi các bác chốt chậm, chốt hụt hoặc là chưa tới thời gian mua hoặc là chưa
chưa ưng một con máy nào ở trong lô máy này thì các bác cứ bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo, thường phát sóng vào khung giờ 6:30 cho đến 7 giờ buổi tối hàng ngày. Hoặc là các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để tư vấn và đặt hàng cho các bác. Vâng, và xin cuối video em cũng xin nhắc lại một lần nữa, hôm nay là tối thứ bảy đó, ngày mai bên vận chuyển hàng người giao sẽ không làm việc, và tất cả những các bác nào chốt nô tối thứ bảy sáng thứ hai em mới gửi hàng được đó, và nhận ship các bác từ 5 đến 7 ngày tùy từng địa phương đó. Em báo trước vậy để các bác chủ động công việc nha, tránh những trường hợp mới qua 2 ngày hay 3 ngày để các bác đã hối đơn. Và lúc đấy cũng có bác ấy ạ, cũng đâu đâu có một bác ấy, mới có 4 ngày thôi mà đã bom hàng em rồi, bảo hàng nâu thế. Vâng, nói thật với các bác, gửi máy bay thì nó cũng phải mất 2 ngày đấy ạ, chứ đừng có chuyện 2 đến 3 ngày. Không phải là một con máy này, có một xe nó về tới địa phương của các bác đâu ạ, làm gì nó có đến nỗi nhiều xe như vậy. Nó phải trải qua như gửi bên bưu điện hay về Viettel ấy ạ, nó phải trải qua cũng phải 3 đến 4 cái xe. Đó, một xe vào lấy hàng, vứt xuống dưới huyện, huyện lên tỉnh, tỉnh đi vào khu vực, ví dụ khu vực Sài Gòn để khai thác, đi tất cả các tỉnh trong này hạ xuống đi về các huyện. Nói chung là nó phải bằng lấy xe đấy ạ. Đó, em phải nhắn trước, nói trước để cho các bác chủ động công việc nha các bác. Vâng, em xin kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.